Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn thông tin thú vị, đó là núi lửa là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Núi lửa phun là hiện tượng khi magma phun ra mặt đất. Lúc bình thường magma bị vỏ trái đất bọc kín. Nhiệt độ bên trong trái đất rất cao, magma không thể yên ổn ở trong đó mà nói chung muốn thoát ra. Ở phần vỏ trái đất kết cấu tương đối yếu, áp lực mà dưới đất chịu so với xung quanh có thấp hơn. Thể khí mà nước trong magma ở đây có thể phân ly một phần, làm cho sức hoạt động của magma tăng lên, thúc đẩy magma phun lên mặt đất. Khi magma phun ra được thì các thể khí và hơi nước vốn đang bị trói buộc trong magma đã nhanh chóng phân ly ra, do thể tích giãn nở rất nhanh mà tạo ra núi lửa phun. Núi lửa phun mạnh hay yếu có quan hệ rất lớn với đường dẫn magma phun ra, có thông suốt hay không. Nếu magma đặc, rất quánh, lại thêm đường dẫn của núi lửa vừa hẹp, vừa vướng, thì rất dễ bị tắc. Magma ở dưới phải tích tụ được năng lực rất mạnh mới có thể phá vỡ nổi vỏ trái đất, khi vừa thoát ra sẽ gây nên tiếng nổ lớn. Có lần trong quá trình phun của một núi lửa, riêng cho bụi do nó phun ra đã tới mấy trăm triệu mét khối. Còn nếu độ dính đặc của magma không lớn, chứa ít thể khí, đường dẫn tương đối thông suốt, lại thường có hoạt động phun thì không gây ra nổ lớn. Vỏ trái đất dưới biển rất mỏng, nói chung chỉ chừng mấy km, có nơi còn có vết đất cắt ngang vỏ trái đất. Vì vậy, phần đáy biển có không ít núi lửa, như một ngọn núi lửa ở gần quần đảo Okhotsk giữa Đại Tây Dương, nằm trên một dải đất gãy rất lớn. Khi nó phun từ nơi sâu thẳm dưới đáy biển, cuộn lên những luồng sóng nóng, khiến mặt biển sôi lên. Lúc mới bắt đầu, người ta còn cho là một cột nước do cá voi lớn phun lên. Nhưng núi lửa này đã phun trong 13 tháng, làm xuất hiện một dải đất mới, rộng mấy trăm hecta, nối liền với đảo Feo trong quần đảo Okhotsk. Những núi lửa ở đáy biển như vậy có rất nhiều, bạn có thể tưởng tượng được không? Ngay ở vùng Nam Cực toàn băng tuyết cũng có núi lửa phun. Núi băng trắng xóa cùng với dung nham đã tạo nên một cảnh sắc đẹp vô cùng. Núi lửa muốn phun được đòi hỏi phải có magma phun ra. Ở những nơi nào năng lực hoạt động của magma còn mạnh thì có thể có núi lửa phun bất kỳ, trong ngành địa chất gọi là núi lửa sống. Như quần đảo Hawaii trên Thái Bình Dương có một ngọn núi lửa mấy ngàn năm nay, dung nham vẫn không ngừng chảy ra. Thỉnh thoảng lại phát sinh tiếng nổ mạnh, là thuộc loại núi lửa này. Có một số núi lửa sau khi phun, đòi hỏi phải có một thời gian tích tụ đủ magma dưới lòng đất mới có thể phun tiếp. Khi nó tạm thời không hoạt động, được gọi là núi lửa ngủ. Như ở trên dãy núi Cascade Range thuộc miền Tây, Bắc Mỹ có một số núi lửa như vậy. Còn có một số núi lửa do thời gian hình thành rất sớm, magma ở dưới đất đã đông lạnh không hoạt động được, hoặc dưới đất có magma, nhưng trong vỏ trái đất ở đây dày cứng. Trong đó phần lớn nếp gãy đất đã bị magma trước đây chảy vào, ngưng kết bị chặt, vì thế magma không phun ra được. Những núi lửa đã mất năng lực hoạt động, gọi là núi lửa chết. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn! Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.